trường không dám chống nắng. Rồi con chúc mừng sư phụ. Sư phụ có một dàn đệ tử mà các bạn trẻ xuất sắc tuyệt vời, một thanh xuân tuyệt vời. Không phải bài kia, bài rock đó. Mở từ đầu nha, có bốn khô à. Ra
Tôi nhỏ con đang quậy đi.